trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với The Division và tập 2. Bây giờ hiện tại là mình đã tới được cái khu mà gọi là trung tâm của mọi sự việc luôn á. Là các bạn tới đây là các bạn sẽ nhận nhiệm vụ và giao nhiệm vụ. Thì khu này khu chính thức luôn, là kiểu như một cái trại tập trung vậy á. Ok, lần trước mình cũng đã dừng cái khúc giữa bên trong nhưng mà lúc mình chạy ra ngoài. Thì bây giờ mình sẽ vô bên trong lại. Thì có lẽ trong đây nó sẽ bắt đầu một gì thì nó giống như hình như là mình biết là nó giống cái bạn phần beta các bạn đang chơi lần trước. Ok, để mình vô mình gặp vào cái đó. Có lẽ để kích hoạt một cái gì đó. Cam Hudson Matchmaking, kiểu như các bạn nào mà có bạn bè chơi hay gì đó thì các bạn muốn có người hỗ trợ thì các bạn nên dùng cái file Smash Masking thì nó sẽ hay hơn là các bạn đánh solo trong mấy cái nhiệm vụ sắp tới. Thì nếu được thì mình sẽ kiếm Masking một người nào đó để có thể mà đi đánh chung được thì nó cũng sẽ hay hơn là đánh solo. Nó tiện và nó tiết kiệm thời gian hơn, và nếu các bạn bắn nhanh thì nó càng nhanh hơn nữa. Thì để coi như thế nào đó, tại vấn đề là hiện tại mình không có người nào đi chơi chung, với là mình kiểu như mình phải quay game này nọ. Ngoài ra thì có một số bạn hỏi là mình chơi kiểu này cày cuốc hay là chơi kiểu cho biết. Thì tất nhiên trò này phải chơi phải cày cuốc rồi. Tại vì các bạn mà không cày cuốc thì hoàn toàn các bạn không thể nào chơi qua hết cái tựa game này được. Tại thêm mình sơ mình biết trò này các bạn cũng phải tốn khoảng mười mấy tiếng để hoàn thành. Và thật sự là nó có ending chứ mà nó không có. Thì cái trò này nó chia hai việc làm, cái là các bạn có thể giữa single với multi nó kết hợp với hẳn một cái luôn. Cho nên các bạn nhiều lúc bạn nhầm lẫn là tại sao nó lại không có kết cục. Nhưng thực chất là nó có kết cục bằng cách là các bạn, theo mình biết là nó có một cái reward, nó vào có những cái scene cuối cùng. Tới khi bạn unlock được cái reward đó thì các bạn nghĩ là nó end game theo đúng nghĩa đen, rồi các bạn end game khúc single thôi. Còn một chuyện sẽ tiếp tục với cái Dark Zone của bạn. Cho nên thật sự là nó có cái ba cái đó. Hiện tại là mình đang level 3. Và để coi để mình chạy tới cái chỗ đó. Cái nút đè này hơi khó chịu tí, nó không có giữ lâu, cho nên cái mồ mình bấm là mình phải đè lại tiếp thêm lần nữa chứ không là nó đi bộ luôn, hoặc đè giữ lâu đè phải mạnh. Level up. Ồ, mình có rõ chứ, mỗi lần mình khám phá cái chỗ mới là nó tặng kinh nghiệm cho unlock weapon slot. Đẹp á. Weapon slot equip weapon đây. Hiện tại là mình có một cây M4 khá là ổn. Damage per second cũng khá là nhiều, 1500 lần, khá là ok. Thì để coi em. Mình hiện tại có cây này, mà cây này nó bắn tự nhiên, mình không thích cho lắm. Cây này được cái nó bắn liên tục luôn. Nhưng mà đam bị cái nó đam nó thấp hơn con này. Để cho mình coi cầm con này đi. Thì cầm hai con thì nó vẫn sẽ hay hơn cầm một con. Tại mình cũng chưa có đồ gì mới lắm, nhưng mà thôi kệ, cứ đi tiếp đi. Có súng hơn không có. Ok, thì có nhiều bạn hỏi là tại sao lúc đầu là mình kêu mình quay bên Xbox One nhưng mà cuối cùng mình lại quay bên PS4. Không phải là mình không thích Xbox One hay gì, nhưng là nó có một số vấn đề, hoặc là nó mình không thấy có cảm hứng mà chơi trên Xbox One cho lắm so với bên PS4. Thì có lẽ những game mà đẹp hay ngon thì mình vẫn sẽ ưu tiên bên PS4 hơn. Rồi đây có chuyện rồi, có biến. Rồi để coi, đây 14. Mà giờ này là mấy thằng này bước đứng hơi xa. Đấy em kêu mà 4 nó bắn ra. Có cái nào tắt cái em assist trong người này hơi khó bắn. Cây này nó cứ giật ghê vậy. Má hết đạn tục quá vậy. Ôi sao đứng rồi. Nó thơ tới hình kìa. Để mình bắn thằng này kìa. Cây này giật quá giật luôn là lần khác. Bắn rồi phải cứ như xích gồ đè xuống xong rồi chỉ lên trời. Bắn rồi canh recoil ấy kiểu.
Nhưng mà được cái đam nó cao, bắn một chữ 20 hầu hay gì là dính rồi. Ồ, khó bắn quá. Đồ để áp sát thằng này rồi. Má chạy đâu vậy ông nội. Ôi, ôi con nó lắc rồi, nó lắc rồi. Ôi. Ăn đạn nhiều mà không chết luôn chứ mình được hồi máu lại luôn, nó ghê chứ. Do là mình nghĩ là do nó lắc. Không biết sao nữa, nhưng mà cơ trong phòng online này các bạn bùa hỏi rồi có một cái tốc độ mạng nhanh và ổn định, chứ không hồi nào nó cứ lắc lắc hơi khá là hơi khó chịu. Và con này mình nghĩ là mình phải chạy tới khúc kia để coi nó như thế nào rồi. Aesthetic Phase Operation Fire Law. Được cái cây này thì nó bắn chuẩn xác hơn, bắn chính xác hơn. Mình đạn nó không mạnh bằng cây kia, mình đang cố gắng để tìm xem có gì để nâng cấp hay không. History in the making. Trận đấu NBA hả? Giữa ai với ai? Nhìn giống James LeBron với ông nội. Mặt kéo vàng vàng, tím tím, nhìn giống như Kobe, mà nhìn không giống Kobe vậy lắm. Rồi từ nó nữa rồi, nó cứ tấn tới trong cái chỗ xếp hao nhà mình vậy ta. Để kiếm đường chạy rồi, ý. Ôi có vẻ như nó cứ lắc 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 rồi như nó bắn cái gì giật giật hoài luôn á, bắn trúng lá khỏi nó mới hiện lên tột vải. Đấy, nhiều lúc nó không thèm nhả đạn luôn mới tục chứ. Nhìn mình nhấp rồi á, nhiều lúc nó lắc lắc không nhả đạn luôn, bỏ thật. Ồ, boss ra kìa. Đó, cái này cho tắt cái gì ta, tắt cái mà em assist thì nó sẽ hay hơn ấy. Dùng em assist khó sợ lắm. Bây giờ lúc nó cứ lắc thế đéo nữa. Mấy hàng này là phải spray ngay đầu nó thì nó chết. Đây nó khá là cho bò và nó cầm độ khá là ghê. Dính đàm từ từ luôn mới ghê chứ. Wow. Chỗ bom nè, đó. Chạy đâu mày? Thậm chí không chết luôn ác chứ, ghê vậy. Ây, má giờ nó băng đùm nó chết. Mình bắn cả tỷ năm trước giờ nó băng đùm nó chết. Vãi mạng. Nó có khi nhiều lúc mà mình chết mà mình không biết luôn á. Ôi vãi, mình bắn kia chết rồi giờ nó mới chết đấy. Giống như hack game vậy. Bắn vậy mà nó không hiện cái thanh máu lên mới tụt chứ. Tại là mình đang đào bộ phim Hitman, ở lộn EB-Man. Đâm đây có vẻ như nó lắc hay sao á. Chắc còn mình đào xong chứ nó cũng hết. Cái này nó giống như cái bên Last Man Battle Lion. Chạy đâu. Lát hồi thấy nó mất máu là hiểu rồi. Đó mất máu rồi kìa. Đó chết rồi con, không chết tao cùi. Mà thằng này không chết tao cùi luôn. Ủa không chết thiệt, ghê thiệt. Má chỉ một hồi nó tự động nó chết luôn mới ghê chứ. Má công nhận lắc chơi nhiều cái bực mình thiệt. Mình bấm nút hồi máu giờ tới giờ vẫn chưa hồi máu nè. Đó, giờ nó mới hồi nè. Không phải. Game có vấn đề rồi. Nhiều lúc nó lắc chứ sao á. Thằng này chắc cũng chết rồi á. Nghĩ là vậy. Sao cũng chưa chết ta, cho bò đi, chịu khó vậy ba. Ok.
Vô. Giờ chúng ta đã vô được cái safe zone. Safe zone thì tất nhiên là nó an toàn rồi. Hôm nay nó bắt đầu nhiệm vụ, các bạn chơi cái coi mình lúc mà mình quay cái beta, các bạn sẽ rõ. Agent, we need our base up and running, and we need to show the people of New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who know what they're doing. Like doctors. There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area's gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her... The JTF commander, Benitez, is out in the field, and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing, and it'll do a hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power, and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Without him, it's lights out. Okay, well, mình quay trở lại để coi. Giờ mình sẽ restock cái gì nè. Unlock the base operation. Mình nghe thấy chắc vô lúc này giống như cái hồi mà mình chơi beta. Đi tìm từng thằng để coi operation như thế nào rồi unlock hả. Một cái phải đi investigate, là tức là tìm hiểu. Chuẩn luôn. Tìm hiểu được một cái nè. Nói chung nó kêu mình phải đi tìm hiểu tới ba cái rồi. Ok ok, đi qua điểm này. Tại vì cái bản đồ trong khu này mình thuộc hết luôn rồi. Lên nè, đó. Còn cái bên trên nữa. Đi trên này thấy nè, Techwing. Cái mỗi cái là nó có một cái nhánh, người gọi là cái cánh luôn á, wing. Một cái nhánh nhỏ. Thì có ba cái nhánh là medical, security và công nghệ tech. Medical là y kiểu như các bạn là giống như medic trong Battlefield cái kiểu á. Rồi cái câu sau đó là hey. Bad news. I'm not going to be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here, but it's not the same. You have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life, but it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated? Well, I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people. This is my city. We're taking it back. Oh. Look, you need to... Yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Thì mình cũng nói nãy có nói là sau cái medical là có tech là công nghệ thông tin, tức là chắc mình nghĩ là chắc là hack hay gì đó, đồ đạc cái kiểu. Ngoài ra thì nó có cái cuối cùng á là security, chắc đồ ngon. Đà là để coi có gì mới lạ không. Rock mod, mình nghĩ chắc có cái mod gì đó mới. Visualize không thấy gì hết, không có mod nào luôn. Gain a foothold. Chuẩn luôn. À ngay đây, level 5 luôn hả? Giờ phải chơi tới level 5 chúng ta mới có để đồ. Có cái băng găng tay mới nè, level 4 thấy không? Đẹp không? Mấy thằng này giống như khoe găng tay với hai thằng áo xanh nè. Ok. Được skill power này nọ, đồ đây. Heo lên tới 1170 mà cũng được rồi, chuẩn rồi. Rồi đi làm nhiệm vụ tiếp thôi. Mission Madison Field Hospital. Cái này hay. Có cái mission mới nè. Mình nghĩ là mình nên matchmaking sẽ hay hơn á. Hơn là đánh solo. Nghĩa chắc nó cũng cho mình matchmaking thôi. Chứ quánh solo kiểu này hơi thốn. Đó, vừa mới nói luôn, matchmaking. Invite to your group. Group management. Fire group matchmaking, got it. Xem có thằng nào làm nhiệm vụ chung với mình không ta. Nó đang auto matchmaking luôn á. Hiện tại nó đang auto nè. What the fuck.
Nhưng mà nếu mà nó matchmaking xong thì mình sẽ làm chung với nó được. Thì cũng là cái nhiệm vụ mà mình đang chuẩn bị làm đây. Nhưng mà sẽ có thêm một người đi chung với mình nữa. Nó sẽ đỡ mệt hơn là mình đi một mình. Là hình như mình vô cái chỗ này nè. Thì xem có thằng nào đang matchmaking rồi. Có người đi, cái đi có người đi cho vui. Hình như cái nhiệm vụ này cần phải có 2 người trở lên hay gì đó. Five agents. Group leader. Xem có thằng nào không ta. Group member. Ồ đây đây có nè. Có 3 thằng nữa cách sao á. Mình cần thêm người này nọ kiểu. Teleport to Mission, Madison Field Hospital. Nó cũng đang làm hay sao á. Nó cho phép mình nó cho phép mình teleport luôn chứ. Không biết là nó có tính nhiệm vụ của mình không nữa ta. Tức là mình phải làm nhiệm vụ của nó hay là nó không biết có nó lưu cho mình không nữa. Chắc vô trong rồi. Secure the lobby, mình nghĩ là chắc có. Một chắc là nó đánh sẵn rồi. Và mình vô mình bắn rồi, mình bắn ké chung với nó luôn á. Wow. Nhưng mà không có thằng nào ở đây hết hả? Má sao này mất ít máu vậy? Má này mình thấy mình bắn quá trời luôn rồi ta. Lên em. Cây này khó bắn quá. Đạn thì nhiều. Nhưng mà nó giật quá. Giật phải bắn từ dưới lên à. Đó. Bắn từ dưới lên. Ôi, wow. Chết rồi con. Đó, lên tới đầu là chết ngay. Nhưng mà cái này hai ba người sẽ vẫn sẽ hay hơn là một người đấy chứ. Tại mình cứ chơi matchmaking với một thằng nào đó chơi cũng khá là tiện. Looking for group. Thì nhiệm vụ nó sẽ đỡ hơn nhiều nếu mà bạn có group này nọ. Điều đó họ phải nói rồi nhưng mà vấn đề là cái group mình cũng đã tìm rồi nhưng mà có vẻ như nó không muốn vô cái nhóm mình cho lắm. Má thanh niên kia vẫn chưa chết. Ê! Cuối cùng có một thanh niên vô tới giúp mình. Bắn đi ông nội, đứng đó làm cái gì? Làm gì ở đây vậy? Thanh niên kia bị ngáo hay sao? Kia như chết rồi sao? No threat found. Ok, vô đây. You the creeper. Cũng hơi là con thằng đi chung. Đi em ơi, level 4 mà. Thôi gì đây? Ôi giờ lúc nó còn lát lát lát, mình cứ tưởng là nó chưa vừa cập nhật cái checkpoint mới. Vô em. Rồi cái này như là mình nhớ cái khúc đầu của cái trò Watch Dogs. Cũng na ná như vậy, cũng trong cái sân mà sân cái bóng rổ hay sân gì mình không nhớ nữa. Thì nếu như mình nhớ là cũng na ná vậy cũng hay, nhưng mà từ khi nào có sân bóng rổ mà làm riết thành cái chỗ cứu viện luôn á. Ô thằng này spot hết cho mình luôn á. Ủa cũng không dính nữa ta. Ok này vẫn thì tốt với chứ nhưng mà nó. Ủa sao trời nó ít đạn vậy. Mình vừa mới nã chút xíu hết đạn rồi. Đó vừa mới cứu con này xong. Nó thanh niên bị ngáo đá hay sao ta. Đó xuống boss xuống luôn kìa. Chưa boss chưa xuống vẫn còn mới 2-3 thằng à. Đợi lại đây cũng sẽ dễ hơn nhiều. Thường có cái thằng gì mà nó chuyên gia nó cầm cái gậy á, nó lại nó tán mình vài cái. Tập chưa nó tán mình mém chết luôn à. Ôi vãi đái. Wow cái đó rồi chơi lầy á. Đó. Xuống nữa kìa. Đừng có xông lên quá nhanh bạn bạn. Bắn từ đây bắn thì bắn rác lắm. Nhưng máu như hồi lại hồi hơi chậm. Đó boss kìa. Giờ cuối cùng con đã thấy boss. Ui cái đây.
Ồ thằng này kia nó chạy luôn mới ghê chứ. Má còn chút xíu máu đó, hai thằng boss. Làm cái quái gì mà chơi gì ghê vậy? Má toàn bom khói mà. Má thiết nghĩ đúng kiểu luôn á, là nếu mà mình không có đồng đội cái nhiệm vụ này hơi khó để làm á. Không biết mấy nhiệm vụ sao nữa ta. Một phát là lên tới đầu. Bây giờ nó bắn có để cái delay nữa. Mày này kiểu như mặc đồ giáp ngon hơn hay sao á. Đồng thời là nó bắn cũng rác hơn mình tưởng. Nói ngoài mặt toàn hoodie không mà mặt trong đồ trong toàn đồ ngon không à. Bắn cũng ghê của mẹ. Lên đầu là chết ngay. Trade shell jacket. Giờ chúng ta phải đi cứu cái ông giờ bác sĩ. Mình biết cái chỗ này thì lần trước chơi beta mình cũng đã chơi qua chỗ này rồi. Nó chơi beta là đúng nó test cái phần này. Thì mình đợi ông thằng kia đó. Đi man. Đi. Thằng kia làm gì không đi vậy? Đi nhanh di chuyển. Giờ mình phải đợi thằng này nữa. Mình mới bóng thang máy được. Vô. Bấm nút cái nhẹ đó, lên. Ui, cửa mở đúng bao lẹ, mở cái như chặt thịt vậy ba. Đút vô cái mở liền. Đây coi, trong nhà này không biết nó có chứa cái gì nữa. Ok, lên rồi nè. Đúng như cái bản beta luôn á, là nó không khác gì mấy luôn á. Nhưng mà cái này lốt beta nó không có nhiều cái nội dung, nhưng mà bây giờ nó đầy đủ nội dung thì khúc đầu đúng y chang là vậy luôn. Mở cửa đi vô, đi vô. Rồi địch một đống luôn. Để cho nó ăn bom cái nhẹ coi. Kiếm bom cho nó ăn coi. Có critical hit damage cái gì ghê. Ăn bom rồi con, ăn bom là đâu rồi, thằng rồi rồi. Ồ hai ba thằng tới nữa kìa. Wow, bạn hiền. Mỗi lần vậy cứ phải nạp máu, đó chết ngay. Ồ vẫn chưa chết hả, đó. Đó, mình biết thế nào nó cũng chết, ăn một viên đạn ngày đầu không chết mình cũng bái được sư phụ. Có điều là đó, nó cứ lắc là mình cứ tưởng nó chưa chết. Còn thằng nữa kìa. Chuẩn luôn. Có đội đi thì nó dễ hơn nhiều. Đây, ngay chỗ này. Để mở cửa vô trước cho. Lấy cái tụi kia chèn ra nữa, đó bác sĩ nè. Tụi kia chuẩn bị chèn ra để mình để một quả bom sẵn đó. Biết còn không? Hết bom rồi. Lấy nó chèn ở chỗ này. Vừa mới nói luôn. Ôi sao hai thằng đứng ngồi xuyên nhau bựa vậy. Smoke ngon lành luôn. Này giống như xếp vô á, smoke này nọ cái kiểu. Chuẩn mẹ. Má bắn cái tỷ năm nó mới hiện lên là mình giết thằng đó. Vãi. Có khi lát nữa mình chết mà mình không biết tại sao mình chết luôn á. Là do nãy giờ mình chết nãy giờ rồi mình không biết. Ở đâu có vậy? Mới mình thiết nghĩ là những cái lần sau mà nó trong đây mà nó chơi mấy thằng mà level cao là không biết mặc độ như thế nào, nó chắc bịt kính rồi súng đạn cái kiểu chắc cũng xấu nồng. Chứ bắn mấy thằng này cũng đã thấy mệt rồi đó. Rồi xong đi. Còn đồ thì lấy luôn. Những cái trắng trắng thì mình nghĩ là chắc cũng chỉ là đồ thường thôi. Những cái màu xanh lá cây á, là các bạn tới là các bạn sẽ có đồ riêng đặc biệt của thằng này để loot. Để cho vậy bạn có thể muốn update đồ này nọ thì cũng được. Vô. Cái tiền này sau nhìn giống cái Bitcoin ha. Nhìn cũng khá là đặc mắt, bắt mắt ấy chứ. Lên, má.
Bây giờ chúng ta phải lên cái nóc nhà. À mình nhớ rồi, cái nóc nhà ở cái khúc mà mình lên bắn cái tụi kia. Sau đó có cái dự thăng hay gì đó là lát có một thằng boss, hai thằng boss gì đó cầm cái súng súng lớn heavy gun bắn từ xa. Phải nói là chúa khó chịu luôn á, bắn cực kỳ rác. Cứ lắc lắc như thế này là sao bắn được ta. Để restock lại cho. Rồi ông nội thì đi sâu nữa chứ. Lên này rượu mẹ cứ revive lại đi, chạy vòng hoài. Ủa má tối rồi, nhìn đẹp quá vậy. Đây nấp rồi, nấp đợi tụi nó bắn rác quá. Còn thằng trên nóc nhà còn kia, tốt đằng kia nữa chứ. Đó này thì tự chọi bản thân nha con. Má chọi vô cố vô bố mình biết mình chọi rồi. Ý da đó. Đó con hàng tú đằng kia. Đạn thì rất là kinh khủng. Mà có vẻ như lúc nào bắn cũng trúng luôn á. Thì nó đang nhắm đằng kia. Ui giờ chuyển sang bắn nhắm mình rồi. Cái này mà mình đi đằng kia nó sẽ xử mấy thằng này hay hơn á. Đó dính ngay. Nhiều lúc đó nó mang bể mấy này bị cái là nạp đạn khá là lâu. Một khi nó đã nạp đạn xong nó bắn rất là kinh dị và bắn rất là rác ở đằng khác. Cũng không hiểu sao là mấy cái đồ này nó còn đỡ được rồi nha. Mình nhìn thấy thằng này có một thằng nữa sao ta. Tức là không có thêm thằng nào giống như thằng này nữa. Ông chỉ coi súng rồi nó ngon ngon tí bắn phát chết luôn. Bắn pha kiểu này hơi khó. Chết ngay. Ôi mấy này nó chạy ngược lại mới ghê chứ. Chạy ngược lại, trốn mày. Đâu rồi? Rồi thằng kia đang tới nè. Đó. Tao chơi tới cùng. Má, The Division, má, sự chia cắt. Má, mình dịch tên game hay vẫy nồi. Đó, nè. Má, nó mà đứng gần lại nó chết chắc. Tại là nó đứng hơi xa má tục á. Đó, chuẩn ngay. Má tiến lại gần anh mày, mày chuẩn bị đồ sẵn hết rồi. Bom ra hơi. Đó, nghĩ sao lại đây. Trốn cho kỹ vào. Trò này dựa trên chiến thuật còn nhiều nhưng mà nó các bạn phải biết kết hợp nữa. Đạn ít quá. Chuyển qua đây bắn thôi. Thằng này là phải xoay gần gần tí, xoay mới ngon. Bộ thì mình đúng kiểu không biết bắn luôn á. Còn mỗi mình nó rồi, cứ xong lên đi. Wow. Nó hết đạn kìa. Xong lên. Wow, nhưng mà thằng này được cái súng có vẻ khủng. Đó, đạn bắn máu rồi. Đó, lên ngay. Ngay nóc, chuẩn quá. Anh mày ăn hôi hay vãi lờ. Được cái ăn hôi hay vãi chưởng luôn. Game này không giống mấy game khác nha. Mà được cái nó chia đều ba cái đội loot này nọ cho mấy người tham gia. Chứ không thôi là mấy bên kia cứ giành đồ cũng kỳ. Nhưng mà không sao. Xong rồi đó. Level up, new skill, unlock medical wing. Chúng ta bây giờ chúng ta mở được cái nhánh medic rồi đó. Cái khúc này thì mình nghĩ là chắc để coi. Primary attributes nâng cấp firearm stamina. Mấy cái này thì tùy mức độ mình build này đó. Để coi 6 new item weapon nè, đó. Có cái Uzi mới. Đam đáp hơn nhưng mà có vẻ như là nó ngon hơn, bắn nhanh hơn thì mình nghĩ là vậy. Có cái M4 khác hả? Mình có cái M4 này level 3. Cây này đam nó thấp hơn rồi, có phải nó phải có gì đó.
bù lại nha. Các bạn đúng đâu khác nhau gì đâu ta. Ủa nó đâu khác nhau, khác cái đam mà đáng lấy cái cây mình đang xài còn tốt hơn cái này nữa. Chắc là cây lụm chứ mình đem gì mình bán. Rồi để coi mình cái xây cành để mình đổi cái cây này sang cái Uzi mới đi. Hoặc là cây này cũng được á. Cây này không biết xài được không ta. Không thì lấy cây này đi, mình thích cây này hơn. Đổi qua đổi lại mà cho nó hài hòa hơn. Được, cái này được nè, đó. Armor mới nè. Ồ, cái này như mặt rồi mà ta. À đây, cái nào mà nó chớp sáng lên, đó, cái này được nữa nè. Holster mới nè, hồi nãy mình vừa mới lụm của thằng nào xong. Có hai cái này để gắn vô súng. Như thế nghĩa mấy cái mod này mình sẽ gắn sau đi. Holster. Mình xem còn gì nữa không ta. Má đu xuống tục vậy. Má này đu xuống tới đây luôn à. Không biết nhảy xuống một phát có chết không đó ta. Để kêu nó nhảy xuống thử thôi. Mở cửa đi ra cho nhẹ coi. À chúng ta quay lại cái khu ban đầu. Chắc xong nhiệm vụ rồi. Một nhiệm vụ khá là dài. Nhưng mà nó sẽ dài hơn nếu các bạn bắn solo. Nếu bạn nào biết kết hợp thì nó sẽ hay hơn nhiều. Trời ơi, nói gì Jessica Candle. Ôi con gì vậy. Má chuột chạy vòng nào đó. Ù má hai ba con luôn. Má ghê vậy, chạy theo bầy đàn luôn mới ghê chứ. Ù ù ù ghê vậy. Nhìn nè, má ghê vậy. Bắn thử coi. Đồ họa kiểu cũng ngon ấy chứ. Ok giờ đi chúng ta tập trung nhiệm vụ rồi đó. Vừa mấy cái con gì mà ta. Không như tờ báo hay sao. Nhiều lúc nó nhìn nó cứ ảo ảo, cứ tưởng có cái gì đó. Ok giờ đây chúng ta không được dùng súng, dùng skill hay là đi chạy nhanh. Các bạn muốn chạy nhanh là các bạn phải đợi qua cái khu mà khử độc ngay chỗ này. Còn nếu không là nó không cho mình chạy nhanh. Ok đưa cho sang chỗ medic nè. Well, look who it is. Thanks for getting me out of the garden. I've been in some hostile work environments before, but Jesus. Of course, it's not like this place is going to win any prizes either. Antique equipment, zero staff, patients lining up out the door. This isn't going to cut it. We're doing the best we can, Dr. Candle. Any suggestions you might have, I'm happy to listen. I know, beggars, choosers, all that crap. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. Here's a good place to start. Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. God. That asshole. Saw him present a paper at Columbia once, he nearly started a riot. He's part of this? I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're gonna be busy. And you'll be? Fixing this. Saving lives. Now if you'll excuse me, I'll get started. Và chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ của Wing. Ok vậy các bạn, như này có một nhiệm vụ nữa nè. Use the laptop. Chờ chúng ta phải nâng cấp cái Wing chuẩn luôn. Chuẩn nốt này thì chắc đọc lướt quá nhanh. Ok upgrade. Upgrade clinic. Clinic new skill cộng new bird. Ok ngon lành canh đao. Nó bảo mình có ability mới nè, đâu rồi, skill lot available. First aid. Chúng ta sẽ được hồi máu cho tất cả mọi người trong khoảng phạm vi nào đó. Cái thiết bị này có thể dùng tại những vị trí, hoặc có thể mở bằng những tại vị trí gần hơn. Hoặc là ở lòng, phải kích hoạt tại một cái nhân vật cụ thể nào đó, ví dụ đồng đội hay gì đó. Tech, sticky bomb, không thích cho lắm. Ballistic Shield cũng được. Cái này thì mình nghĩ là mình nên dùng cái này First Aid. Tại mình bắn nhiều hơn là dùng Ballistic Shield. Nhưng mà mình vẫn muốn cái bộ cái Ballistic Shield. Cho nên để từ từ nha. First Aid. First Aid to the slot.
Hay mình thử dùng shield thử coi. Shield đi. Cũng được lắm. Bấm L1, còn cái này bấm R1. R1 là First Aid, Pull, Send Out, Recompose, Smart Hostile. À, các bạn bấm R1 thì nó sẽ spot địch. Còn bấm L1 nó ra cái shield cho các bạn xài. À, tăng cái medkit. Có nghĩa lúc mà bạn sử dụng medkit thì nó có thêm nhiều cái nữa. Hình như nó tăng sẵn cho mình rồi hay sao ta. Đúng rồi, nó tăng sẵn cho các bạn, chỉ cần nâng cấp cái Medical Wings á là có được 10% Medical Wings Supply. À, hình như mình phải đi tìm cái gì đó thì nó mới cho mình nâng cấp cái supply sao, làm nhiệm vụ phụ. Ồ, các bạn nghe game này nhiệm vụ phụ hơi bị nhiều á. Russian Consulate. Ok, làm thì làm thôi, không có gì phải xoắn. Tiếp tục đây. Đây có hai thằng ở đây. Đương nhiên mình nghĩ là mình nên giết nó luôn. Vô này mình không nghĩ là khó. Ôi ơi ơi, nhưng mà phải cẩn thận. Tụi này bắn rất là rác luôn á chứ. Và level vừa đủ cho level mình và mình đủ đồ để đánh, khỏi đánh với tụi này. Nè, sát lá cà rồi. Sát lá cà. Bắt đầu quen với cái việc tụi này chuẩn bị đánh nó kiểu như lúc nào cũng có sát lá cà đó. Có sniper luôn hả? Sniper. Mình cũng đang kiếm một cái súng sniper để xài này. Nói cứ mỗi lần mà mình nhắm xuống là cái nó trốn nó lại đó. Ok, để mình chạy lên cho ra. Cái này nó giống hệt như lúc mình chơi beta luôn á. Là khung này. Đấy, có một thanh, lúc nào cũng có một thanh niên kiểu như là chả còn biết sống chết như thế nào, vẫn cứ cầm cái cây đó xông lên. Nãy bất cẩn quá. Mình hết bom luôn rồi. Còn đủ một cái bom rồi đó. Hai này trốn kỹ quá. Đi chạy ra đây coi. Ây da. Có quả Renee nè. Thằng này chơi súng gì á, nhìn nó ngáo ngáo hay sao á. Còn anh kia trốn quá kỹ luôn. Ra mày, ở đâu có tàu, ở đâu có công lý. Thanh niên chọi nữa hả? Đó này thì dính nè con. Chọn luôn. Neutralize. Má, mình nói gì mình đang đi tìm một cây súng nhắm nè. Không biết tại nghe mà mình phải cày nhiều, mình có đồ súng nhắm để mình đi. Ok, đi lên rồi. Giờ nó cứ lộn nút với Gata. Ok, đây có súng đạn không? Protected Mask. Chạy luôn, lấy hết. Đây mình đang cố gắng cày nhiệm vụ để có đồ ngon ngon tí đi đánh nó mạnh mạnh cho nó sướng. Vậy đâu ta? Nên mình nghe lên cho khúc xuống dưới hay sao ta? Hình như là vậy. Đó, hình như cái này nó phải. Weapon part. Ok, xong. Bây giờ mình sẽ đi tìm xem có nhiệm vụ nào không. Weapon part. Crash it from. Ok, giờ mình phải đi hẳn một cái đường vòng luôn rồi mới tới được cái chỗ đó. Nhiệm vụ này có vẻ sai chứ. Crash it from. Nhưng mà cứ tưởng là cứ đi hay cái đường kia là được. Anh em là phải đi tới một đường vòng luôn tại vì nó... gì đây.
Ủa, mày nghĩ mình chế với ai? Mày nghĩ mình chế với ai? Nè, nó lấy đồ của tụi này nè. Mình lấy hết. Tới cuối cùng thì mình vẫn lấy hết. Tụi này tụi người dân thôi, chứ mà là tụi kia thôi. Các bạn chỉ cần nhìn là biết rồi, tụi kia thì nó chịu khó hơn, nó đánh ghê hơn nhiều. Rồi Crash Throne này cũng có khúc để xuống đây mà mình không biết Crash Throne nó nằm đâu, nó chỉ ở đây mà. Có hai ba thằng ở đây, hai thằng nữa mày. Chết nha con, chết ngay má, hay quá. Rồi rồi rồi, level up luôn, chuẩn cơm mẹ nấu luôn.